Mặc dù đã bước qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, nhưng Mercedes-Benz có vẻ như chưa muốn bứt phá để cán qua cột mốc vượt qua những con số thành công trong năm 2019. Đó là lý do khiến cho Mercedes-Benz ở Việt Nam có những lý do riêng để chưa giảm thêm giá bán, mặc dù đang ở thời điểm thị trường ảm đạm nhất trong năm. Để cạnh tranh với các đối thủ ở trong nội bộ nước Đức như Audi hay BMW, với các dòng xe chủ lực như C-Class, E-Class hay GLC Class, ở thời điểm này lại không có động thái giảm giá sâu, thì liệu Mercedes-Benz có muốn giữ vững doanh số và có thêm động thái giảm giá bán trong tháng 2 năm 2020 không? Bạn cập nhật giá xe tháng 2 năm 2020 của Mercedes-Benz. Nếu anh em cảm thấy hay thì đừng quên ủng hộ Auto Việt Nam bằng cách like và share video clip của chúng tôi. Nhấn nút đăng ký theo dõi bằng cách rung chuông góc phải màn hình của mình để nhận được những tin tức mới nhất của Auto Việt Nam nhé.